Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 1 là phiên giao dịch cuối cùng trong tuần. VN Index đóng cửa mức 1.060,17 điểm, tăng 0,36%. VN30 đóng cửa ghi nhận mức 1.069,86 điểm, tăng 0,34%. Thị trường đã đi ngang trong biên độ hẹp vùng 1.045 đến 1.060 điểm vào phiên thứ 8 liên tiếp kể từ sau màn bứt phá tăng 50 điểm vào phiên đầu tiên của năm mới đến nay. Thanh khoản phiên hôm nay cải thiện nhẹ, chủ yếu được đóng góp bởi hơn 134 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch thỏa thuận bởi khối ngoại ở cuối phiên chiều. Sự kiện này cũng đã chấm dứt chuỗi mua ròng nhiều phiên liên tiếp, khối ngoại quay sang bán ròng hơn 3.000 tỷ trên HOSE hôm nay. Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh trở lại khi có sự tăng điểm đồng đều giữa ba ông lớn là VCB, CTG và BID. Tuy nhiên, nổi bật nhất nhóm ngành ngân hàng hôm nay là VPB. Bắt đầu sang 14 giờ, chiều lực cầu vào BVB đột nhiên mạnh dần, kéo theo khối lượng giao dịch của cả phiên tăng đột biến tới mức 66% so với phiên hôm qua và kéo chỉ số của VPB tăng 3,74% khi kết phiên. Tính chung lại, Vietcombank và VPBank chính là hai cái tên đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng lại gặp áp lực chốt lời sau một thời gian được lợi từ ảnh hưởng từ đầu tư công. Cũng trong ngày hôm nay thì có một số thông tin trong nước mà quý vị cần chú ý. Trước tiên là thông tin về việc dư nợ tín dụng đã vượt tiền gửi sau 10 năm. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước thì dư nợ tín dụng năm 2022 ước tăng khoảng 14,5% so với đầu năm, đạt hơn 11,958 triệu tỷ đồng. Ước tính hệ thống ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế hơn 1,5 triệu tỷ đồng trong năm 2022 là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay nếu xét về giá trị tuyệt đối. Trong khi đó, các nhà băng lại gặp khó trong việc huy động tiền gửi. Cụ thể là tính tới 21 tháng 12 thì tiền gửi vào hệ thống ngân hàng qua kênh tổ chức và dân cư đạt 11,6 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 5,99% so với đầu năm. Đây là mức tăng tiền gửi thấp nhất của hệ thống ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây. Như vậy, dư nợ tín dụng đã lần đầu tiên vượt tiền gửi sau 10 năm. Trong suốt chục năm qua thì số dư tiền gửi của tổ chức và dân cư tại hệ thống ngân hàng luôn luôn lớn hơn dư nợ tín dụng chảy ra nền kinh tế. Lần gần nhất thì huy động tiền gửi thấp hơn tín dụng là vào năm 2012. Bên cạnh đó thì Tổng cục Thuế vừa có báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác thuế năm 2022 với số liệu mới nhất về các khoản thu do ngành thuế quản lý trong năm vừa qua. Số liệu của Tổng cục Thuế cho biết các khoản thu liên quan đến nhà đất năm vừa qua chính là nhóm tăng mạnh nhất, với tiền thu thuế sử dụng, thu từ thuế đất, mặt nước vượt 65% và thu tiền sử dụng đất vượt 54%. Năm 2022, tổng các khoản thu từ nhà đất bao gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, tiền cho thuê đất, mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cho thuê nhà và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước dự toán đạt 162.610 tỷ đồng. Ngoài những thông tin trong nước kể trên, chúng ta cũng có rất nhiều thông tin liên quan đến thế giới cần phải chú ý. Trước tiên là tin về lạm phát Mỹ tháng 12 năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm. Cụ thể thì Bộ Lao động Mỹ ngày 12 tháng 1 đã công bố số liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 12 năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy điều tồi tệ của tình trạng tăng giá quá nóng có thể đã qua. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 6,5% trong tháng 12 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021 và chậm hơn so với mức tăng 7,1% trong tháng 11 năm 2022. Đây cũng là tháng đầu tiên trong hơn 2 năm rưỡi qua CPI quay đầu giảm nhờ giá xăng và các mặt hàng khác giảm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy lạm phát đang theo xu hướng giảm bền vững. Tuy nhiên, lạm phát hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là 2%. Một thông tin cực kỳ quan trọng đó là giá dầu thế giới có thể giảm trong 6 tháng cuối năm 2023. Cụ thể thì trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn mới nhất thì cơ quan thông tin năng lượng Mỹ AEA đã dự báo rằng trong năm 2023 giá dầu thô thế giới sẽ tăng nhẹ trong quý 1, ổn định từ quý 2 và suy giảm từ quý 3. Theo đó thì AEA dự báo mức giá dầu thô Brent trung bình, giá tham chiếu trên thế giới sẽ tăng từ 81 đô la Mỹ một thùng trong tháng 12 năm 2022 lên mức 83 đô la Mỹ một thùng trong tháng 1 năm 2023. Các lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga từ đường biển của EU có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 tới đây sẽ là cơ sở cho việc điều chỉnh tăng dự báo. Một thông tin nữa đó là Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trong tháng 12 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu bằng đô la Mỹ đã giảm 9,9% so với cùng kỳ. Con số này khả quan hơn dự báo giảm 11,1% của các chuyên gia kinh tế, nhưng giảm mạnh hơn mức 8,7% của tháng trước. Trong cả năm thì kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 7% lên 3,6 ngàn tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất từ trước đến nay. Tăng trưởng xuất khẩu mạnh trong phần lớn thời gian của năm 2022.
Tuy nhiên, xu hướng bắt đầu đảo ngược trong tháng 10 năm 2022 khi nhu cầu dồn nén vì đại dịch bắt đầu suy yếu và các ngân hàng trung ương trên thế giới nâng lãi suất để kìm hãm lạm phát. Sự gián đoạn vì dịch COVID-19 ở Trung Quốc cũng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, qua đó gây áp lực lên xuất khẩu. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé!